Hoa đậu biếc là một loại thực vật thuộc họ nhà đậu, thân thảo, cành mảnh có lông và sống được lâu năm. Hoa có màu xanh tím đặc biệt và thường gọi là hoa đậu biếc hay đậu tím. Cây hoa đậu biếc trưởng thành có chiều cao có thể lên đến hơn 10 mét. Lá cây hình bầu dục với nhiều đường gân nổi lên trên khá rõ. Có màu xanh khi còn non và về già chuyển sang màu nâu. Hoa được mọc thành các chùm nhỏ ở bên nách lá, mang màu sắc xanh tím đặc biệt. Loại hoa này là biểu tượng của sự tao nhã, thanh lịch, đặc trưng cho phẩm chất cũng như tính cách nhu mì của người phụ nữ Á Đông. Ngoài mục đích trang trí cho không gian sống, hoa đậu biếc còn được trồng với nhiều công dụng khác nhau như làm đẹp da, mực tóc, chăm sóc sức khỏe hay điều chế thuốc chữa bệnh. Hoa đậu biếc được xem như loại dược liệu bởi tính đa dụng cùng với đó là giá trị kinh tế cao. Và theo y học cổ truyền, loại hoa này giúp cải thiện thị giác và một số bệnh khác vô cùng hiệu quả. Trong lĩnh vực làm đẹp, hoa đậu biếc giúp làm sạch da và đánh bay các vết mụn khó ưa. Ngoài ra, nó còn làm tăng tính thẩm mỹ trong mỗi món ăn. Đây là dược liệu đa công dụng nên loại hoa này rất được ưa chuộng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hoa đậu biếc chứa nhiều hoạt chất hóa học khác nhau, trong đó hai hoạt chất nổi bật nhất là anthocyanin và flavonoid. Hai hoạt chất này là yếu tố chính tạo nên màu xanh biếc tự nhiên cho hoa. Hơn nữa, flavonoid có nguồn gốc thực vật là hoạt chất được ứng dụng thành các chế phẩm trị bệnh. Các nhà khoa học trên thế giới cũng công nhận flavonoid là một trong những hoạt chất thiên nhiên có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa và đột biến của các tế bào trong cơ thể, phòng chống ung thư. Với màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon, hoa đậu biếc rất dễ ứng dụng vào công nghệ thực phẩm làm đẹp, tạo ra sản phẩm bồi bổ sức khỏe và sắc đẹp hiệu quả, lành tính. Và trong những năm gần đây, cụm từ hoa đậu biếc ngày càng trở nên phổ biến. Ta sẽ bắt gặp loại hoa này trong các công thức đồ ăn, thức uống cho đến thực phẩm, chức năng và mỹ phẩm làm đẹp. Vậy hoa đậu biếc có tác dụng thần kỳ như thế nào? Sau đây xin mời các bạn hãy cùng tìm hiểu về tác dụng của hoa đậu biếc. Hoa đậu biếc giúp kiểm soát đường huyết, điều hòa tim mạch. Với khả năng chống oxy hóa cực cao, hoa đậu biếc có tác động tích cực lên hệ tuần hoàn của cơ thể, giảm cholesterol và giữ cho hệ thống động mạch luôn tươi trẻ, hoạt động nhịp nhàng, giảm thiểu các bệnh về tiểu đường, tim mạch, huyết áp. Hoa đậu biếc có tác dụng làm tăng khả năng miễn dịch, chống ung thư. Thường xuyên sử dụng trà hoa đậu biếc cho thấy khả năng miễn dịch của cơ thể tăng lên, giúp chống lại các gốc tự do nguy hiểm và ngăn ngừa ung thư hiệu quả. Hoa đậu biếc còn giúp hỗ trợ hấp thụ vitamin C hiệu quả, tăng cường hàng rào miễn dịch của cơ thể mà không cần phụ thuộc vào thuốc kháng sinh. Hoa đậu biếc giúp chống lão hóa da, phục hồi hư tổn. Chất flavonoid trong hoa đậu biếc đóng vai trò chất kích thích tái tạo tế bào, thúc đẩy collagen trong cơ thể tự sản sinh nhiều hơn, từ đó làm lành các vết thương, tăng độ đàn hồi, cải thiện làn da, đem lại làn da mịn màng. Một công dụng tuyệt vời khác của hoa đậu biếc là giúp thải độc, đào thải mỡ, hỗ trợ giảm cân an toàn và hiệu quả. Chất catechin ERGG có trong hoa đậu biếc giúp kích thích trao đổi chất, khiến cơ thể tự đốt cháy calo kể cả khi không vận động, đem lại những tác dụng tuyệt vời cho việc giảm mỡ. Hoa đậu biếc còn là một thần dược trong việc trị mụn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và chỉ ra rằng thành phần hoa đậu biếc chứa các hợp chất có tính khả dụng cao hơn vitamin C, vitamin E, đồng thời chống oxy hóa, nên việc ngăn ngừa các tình trạng mụn là điều dễ hiểu. Chỉ cần một vài nguyên liệu dễ tìm kết hợp cùng với hoa đậu biếc, các chị em đã có một biện pháp cải thiện làn da một cách hiệu quả nhưng rất đơn giản.
Ta cần chuẩn bị 30g hoa đậu biếc, 10g muối, 20ml nước. Cách thực hiện như sau: hoa đậu biếc rửa thật sạch, xay nhuyễn cùng với nước và muối, sau đó lọc nước cốt và bã của hoa đậu biếc để riêng. Làm sạch da và dùng nước cốt hoa đậu biếc để rửa mặt. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thẩm thấu vào da, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Ngoài ra, phần bã của hoa đậu biếc các chị em có thể sử dụng để tẩy da chết hoặc để đắp mặt nạ. Và với biện pháp này, ta nên thực hiện 1 đến 2 lần mỗi tuần để giúp da trở nên căng mịn, sáng khỏe hơn. Các bạn thân mến, theo các chuyên gia nghiên cứu thì hoa đậu biếc khô được sử dụng như một bài thuốc tuyệt vời trong cả đông y lẫn tây y, với nhiều công dụng như lợi tiểu, gây sổ, nhuận tràng. Bên cạnh đó, thành phần chất luproanthocyanidin có trong dược liệu này là chất chống oxy hóa rất tốt cho da và tóc. Đặc biệt, nó có khả năng cải thiện thị giác cho con người hiệu quả thông qua các mao mạch trong mắt. Loại hoa này khi được đem đi sấy làm thành hoa đậu biếc khô, pha cùng với nước ấm sẽ làm thành một thứ đồ uống ngọt ngào. Ly trà có màu xanh biếc vô cùng bắt mắt, rất có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, thức uống này còn có tác dụng phòng ngừa và giảm các nguy cơ gây ung thư, đẩy lùi tình trạng lão hóa da sớm do tác động từ nhiều yếu tố khác nhau. Tinh chất flavonoid trong hoa đậu biếc là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, tăng cường khả năng hấp thụ vitamin C, tăng cường collagen và tái tạo mô tế bào. Ngoài ra, chất này còn giúp máu lưu thông đến toàn bộ cơ thể, từ đó nuôi dưỡng da hiệu quả. Nhờ vậy, quá trình lão hóa được đẩy lùi và ngăn chặn tình trạng tóc rụng nhiều sau sinh ở phụ nữ. Bên cạnh đó, hoa đậu biếc khô còn chứa thành phần anthocyanin có khả năng ức chế phản ứng của pyroxy hóa lipid, từ đó sự tích tụ chất béo được ngăn cản và hạn chế tình trạng béo phì. Vì vậy, đây cũng chính là lý do mà hoa đậu biếc khô đang được phái đẹp săn lùng. Trong thành phần hoa đậu biếc có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao cùng các hoạt chất sinh học khác. Nhờ đó, vừa có công dụng làm đẹp, vừa tăng khả năng phòng ngừa một số bệnh không mong muốn. Bên cạnh đó, những hợp chất có trong hoa đậu biếc còn giúp an thần, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Nhờ đó tinh thần trở nên sảng khoái và khỏe khoắn hơn, đồng thời ngăn chặn các bệnh liên quan đến thần kinh như trầm cảm hay mất ngủ rất hiệu quả. Trường hợp cơ thể thiếu magie và những dưỡng chất cần thiết khác sẽ gây nên tình trạng khó ngủ, mất ngủ hay không tập trung. Bởi vậy, hàm lượng chất dồi dào có trong hoa đậu biếc sẽ giúp giảm căng thẳng cũng như mang đến cho bạn giấc ngủ ngon và sâu. Khi sử dụng loại thảo dược này hàng ngày còn có công dụng an thần, giảm stress, nhờ đó tăng sự tập trung cũng như hạn chế giật mình khi ngủ. Dùng hoa đậu biếc trị mất ngủ là ta đang bổ sung lượng magie và các dưỡng chất thiết yếu để cải thiện giấc ngủ một cách tự nhiên. Và khi chất lượng giấc ngủ được nâng cao theo thời gian thì bệnh mất ngủ sẽ dần dần biến mất. Nhờ vào nguồn dưỡng chất dồi dào mà hoa đậu biếc mang lại sẽ giúp giảm lo âu, căng thẳng, nhờ đó kích thích hệ thần kinh, giúp an thần tốt cho người dùng. Mặt khác, màu xanh tím đặc trưng của hoa đậu biếc không chỉ có tính thẩm mỹ cao mà còn tạo cảm giác thư giãn, thoải mái, hiệu quả. Việc lựa chọn sử dụng hoa đậu biếc lâu dài không những có công dụng cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả mà còn nâng cao sức đề kháng, đồng thời tăng cường sức khỏe và phòng ngừa một số bệnh lý như béo phì, tiểu đường, tim mạch. Các bạn thân mến, mặc dù là một thần dược rất tốt cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng hoa đậu biếc để làm dược liệu, ta cần lưu ý một số điều như sau. Hoa đậu biếc có tác dụng rất tốt với cơ thể, nhưng hạt và lá của loại cây này có thể gây đau bụng. Vì vậy, ta nên lựa chọn và sơ chế thật tỉ mỉ hoa đậu biếc trước khi sử dụng. Trong nhiều thế kỷ, rễ, lá và thân của cây đậu biếc thường được sử dụng trong y học của Trung Quốc, Ấn Độ,
với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nó được xem là thuốc tăng cường trí não, tốt cho mắt và hỗ trợ tự nhiên cho hệ tiêu hóa, tuần hoàn và hệ thần kinh trung ương. Mặc dù vậy, rễ và lá đậu biếc cũng không nên uống quá nhiều, và phụ nữ mang thai hay cho con bú cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Các hoạt chất dinh dưỡng trong hoa đậu biếc có thể phản ứng với một số thành phần của thuốc. Khi người bệnh đang đặc trị các bệnh về gan, thận, dạ dày và nếu dùng loại dược liệu này để chữa trị, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn trước khi sử dụng. Trên đây là một vài thông tin tham khảo về những tác dụng của hoa đậu biếc khô. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào.